Dạ vâng, một số bác nào sắp tới mà muốn vô máy thì các bác cố gắng theo dõi hết video này giúp em nhé. Ở video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về ba cái mẫu bơm máy nhé, từ cái loại bình dân cho đến loại trung bình và loại cao cấp đấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái mẫu bơm máy thay cơ và em sẽ test trực tiếp cho bác luôn xem con bơm máy này nó khỏe không các bác nhé. Đấy, đây là một con bơm được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều, đến từ thương hiệu Tiger con hổ các bác nhé. Đấy, ở đây là một cái dòng bơm máy cực kỳ là khỏe nhé, có thể được đánh giá nó là trên phân khúc của những cái dòng bơm ACE hoặc bơm điện các con hổ nhé, một Tiger thương hiệu khá là nổi tiếng rồi các bác ạ. Thì anh em nào đã từng dùng cái con bơm này thì các bác thấy có khỏe không, rất chi là khỏe đúng không ạ? Các bác nào đã dùng rồi thì các bác cho em một bình xin một cái bình luận ở bên dưới video để đánh giá về cái mẫu bơm này các bác nhé. Đấy, đây là một cái mẫu bơm giá thì là rẻ, phù hợp cho anh em nào mới chơi này hoặc anh em chơi ít và điều kiện kinh tế hạn hẹp, mà đổi lại con bơm này khá là khỏe và chất lượng rất chi là ok các anh nhé. Đấy, con bơm này hôm nay em sẽ test thực tế cho bác ở trong cái con bình này nhé. Con bình này là bình nhôm đít tròn này, size 0.36 và đi theo một cái van cờ đít két nhé. Em cũng thông báo luôn các bác mua bơm có bơm, mua van bình có van bình, một combo van bình như này thì em bán cho bác giá bao nhiêu ạ? Van là 750, bình nhôm lít tròn là 550. Các bác mua một combo như này là 1.300.000 một bộ van bình nhé. Các bác nào mua cả bơm này 3.200.000 nữa các bác nhé, 3.200.000 con bơm này, van bình combo như này là 1.300.000 nhé. Đấy, còn ở đây là hai cái mẫu bơm máy cao cấp hơn một chút các bác nhé. Đấy, đây bơm máy cao cấp thì nên cho bác con Siyongsin, giá công khai cho các bác là 4.000.000 bao ship tận nhà cho các bác đến nơi kiểm tra trước khi thanh toán, đấy là quyền lợi của bác và anh em nhé. Bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để giao dịch thành công và vui vẻ. Của em gửi đi cho bác là hàng miễn phí ship được đồng kiểm các bác nhé. Tất cả các dòng sản phẩm này đều bảo hành, con này bảo hành cho bác là 12 tháng này, hai con này bảo hành 12 tháng này. Còn cái con cao cấp nhất bên em là bán ra là con Hyundai nhé. Con này thì đầu bò lớn sẽ bảo hành 24 tháng, có ốc chống cháy nổ ở đây các bác nhé. Cài đặt áp suất tự động ngắt này, con này có chế độ tăng áp thép bơm cực kỳ là khỏe nhé. Giá của con này là 4.500.000 con bơm Hyundai cực kỳ là cao cấp các bác. Đấy, các bác có thể cài đặt áp suất này, các bác chỉnh ở trên đồng hồ này, các bác cài 100, 200, 300, 250, 350 thì đến mức áp suất mình cài đấy nó sẽ tự động dừng lại các bác nhé. Đấy, con này là 4.500.000 Hyundai nhé, COC là 4.000.000 này, bơm Tiger con hổ là 3.000.000 nhé. Bây giờ con này là 3.200.000 các bác nhé, 3.200.000. Tất cả cái giá này đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho bác nhé. Nên là muốn mua được một giá tốt hơn thì có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để em giá quá ha. Đấy, và một bộ combo van bình như này, hàng loại 192 công ty Hoben, giá là 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000. Đây, bây giờ em sẽ test thực tế cho bác xem 100 cân thì bơm ở cái bơm này lên nó nhanh không nhé. Đây, hiện tại cái này em đang để ở này, lúc nãy thì em dùng con này còn 100 cân hơi nhé. Bây giờ em sẽ test lên 200 cân hơi để cho bác xem nhé, xem nó có nhanh không, có khỏe không các bác nhé. Đấy, em để ra dịch đây các bác xem được kỹ. Đấy, các bác nhìn có rõ không ạ? Bây giờ em sẽ bật máy và test thực tế cho bác xem mẫu bơm Tiger giá là 3.200.000 các bác nhé, xem chất lượng của nó như thế nào, có khỏe không. À, con này thì anh em dùng khá là nhiều rồi. Đây, em bật máy này. Test thực tế bơm lên 210 cân các bác, 210 cân thời gian rất chi là nhanh đúng không? Hôm nay em để cho bác 100 cân đúng không? Bây giờ lên 210 cân các bác nhìn này, 210 cân bơm rất chi là nhanh. Chắc khoảng độ tầm 1 phút
một phút hơn kém một chút thôi đúng không các bác? Đấy, lúc nãy thì em không bấm ra trực tiếp nhưng chắc là thời gian chỉ trên kém hơn kém một phút một xíu thôi, đâu đấy khoảng được tầm một phút cho đến một phút 10 giây các bác nhé. Đấy, bơm 100 cân lên 200 cân cực kỳ là nhanh các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn lại cho em nhé. Đấy, các bác thấy có đáng đồng tiền không ạ? Con bơm máy Tiger thì em đang chào bán giá trên thị trường là 3.200.000 bao ship tận nhà cho bác nhé. Giá này thì đã có cước phí vận chuyển rồi. Bác nào muốn mua được một mức giá tốt hơn thì có thể gọi điện trực tiếp về hai đầu số này của shop để ép giá thêm nhé. Đấy, Tiger là 3.200.000. Cái mẫu bơm tầm trung các bác nhé. Đấy, cái mẫu bơm này sẽ trên phân khúc mẫu bơm AC này, bộ các con nổ này, đến từ một thương hiệu Tiger cực kỳ nổi tiếng rồi. Cái này thì bảo hành cho em động cơ máy móc đầu bò 12 tháng nhé, 12 tháng kể từ ngày anh em mua nhé. Bên em sẽ bảo hành cho các bác và anh em toàn quốc luôn. Trong quá trình các bác dùng bơm có 5 sao, bên em sẽ có nhân viên vào bảo hành cho bác toàn quốc nhé. Con COC là 4 triệu, Hyundai là 4 triệu rưỡi. Con này cài đặt áp suất tự động ngắt thì ở cái video sau em lại test cho bác xem thực tế con bơm máy Hyundai nhé. Đấy, thì bác nào mà muốn mua van bình thì em cũng để cho bác một bộ combo van bình như này, giá là 1.300.000 các bác nhé. Đấy, thì một cái video giới thiệu ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của ngày hôm nay. Chúc các bác gia đình luôn luôn mạnh khỏe.